Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Unfor365. Phía trước mặt các bạn đây đang là chiếc Ford Ranger quay chắc thế hệ mới hoàn toàn 2022. Đây là màu chủ đạo của dòng Ranger. Thì Ranger quay chắc từ xưa đến giờ các bạn biết là phiên bản được mua nhiều nhất và cái màu định dạng cho Ranger quay chắc đó là màu vàng. Tuy nhiên ở năm 2022-2023 này thì Ford cung cấp ra thị trường Việt Nam chúng ta thêm một phiên bản nữa. Đó là như chiếc Everest phía bên kia, Everest Sport, đó là màu đỏ kem cho phiên bản Ranger. Thì đây là hai màu có cái giá thành cao hơn các màu còn lại. Cùng xem là Ranger quay chắc nó sẽ có những cái tính năng nào hấp dẫn và đáng tiền ở trên một chiếc xe thế hệ mới này nhé. Đầu tiên là các bạn dễ thấy đúng không? Một cái định dạng của Ford cho thị trường Việt Nam và ở các dòng xe thế hệ mới đó là F150 thu nhỏ khi chúng ta nhìn vào một chiếc Ford Ranger quay chắc và một cụm đèn chữ C to bản. Cụm đèn chữ C này khi các bạn đi ban đêm mà nhìn thấy chữ C và dòng đèn LED này thì nó chỉ là của Ford thôi nha. Thì ở các xe thế hệ mới là Ranger và Everest là sẽ có cụm đèn chữ C này. Ở bên nước ngoài chúng ta sẽ có các dòng cao hơn, ví dụ như F150 là cụm đèn chữ C to bản với một cái thanh ngang định vị mặt ca lăng chạy dài qua hai bên cái đèn ha, rất là đẹp, cùng với một cái chữ Ford. Thì cụm đèn này như các bạn đang xem đây là cụm đèn LED mai trận hoặc là LED Performance C của Ford, một cụm đèn thế hệ mới với các công nghệ. Các công nghệ thì đơn giản ha, tự động bật tắt nè, tự động đánh theo hướng vô lăng của các bạn nè. Và điểm quan trọng nhất của cái đèn này á, đó là nó có thể phân vùng ánh sáng để cho các xe đối diện khi đi vào ban đêm á, nó không có bị chói mắt ha. Là công nghệ đèn mới của Ford, cụm đèn chiếc xe này. Vẫn là giữ theo nguyên thủy từ xưa đến giờ, Ford Ranger một cái cụm to bản rất là đồ sộ. Cái điểm này các bạn sẽ rất thích nè. Đây là một cái phần đèn LED. Đèn gầm, bi gầm nhưng lại sử dụng đèn LED ha. Rất là to bản. Tại vì toàn bộ Ranger thế hệ mới là được kéo dài chiều dài cơ sở, tăng cường chiều rộng cơ sở và khoảng sáng gầm, góc thắt trước, góc thắt sau đều được cải thiện ha, rất là tốt. Các bạn thấy Ranger thế hệ mới có thêm hai cái tời móc zin theo xe. Trước đây thì các bạn các phần tời này các bạn chỉ thấy ở trên của dòng Ranger Raptor ha. Hiện tại là tất cả các phiên bản Ranger và đặc biệt là Ranger quay chắc như các bạn đang thấy là đã được cung cấp luôn các phần tời móc này. Phía bên dưới xe dĩ nhiên không thể khác được, đó là một phần của vè. Thì về chắn bùn phía trước phía sau là đều bằng nhựa, giúp các bạn khi di chuyển mà có bị kẹ nó sẽ là được
giảm thiểu cái chi phí cho các bạn khi mà các bạn sửa chữa ha. Nắp capo to bản cùng với những cái đường dập nổi, các bạn thấy cái đường gân dập nổi to bản tạo nên cái sự mạnh mẽ. Thì Ford Ranger thế hệ mới của chúng ta đang là một chiếc xe mạnh mẽ nhất, thông minh nhất và hiện đại nhất. Đây là chiếc Ford Ranger. Toàn bộ phần thân xe cũng đều có được dập nổi ha. Cái đường gân rất là lớn chạy suốt dọc thân xe. Mâm lốp, một bộ mâm thế hệ mới 20 inch và một bộ lốp cũng là lốp mới hoàn toàn. Lốp này các bạn đi địa hình đi off-road rất là tốt nha. Và đây là cái bộ vè, các bạn thấy phần thiết kế vè không? Toàn bộ vè đều bằng nhựa và các bạn có thể dễ dàng tháo rời để chúng ta sửa chữa. Rồi bộ vè trước đằng sau, bộ vè chắn bụi ốp cu lốp. Logo bay trục bô, hình mang cá để định vị cho phiên bản Ford Ranger quay chắc. Thì chỉ có Ranger quay chắc mới được sử dụng động cơ bay trục bô ha. Tất cả các phiên bản đều lại đều là single trục bô và 2.0 hết. Ở Ford Ranger thế hệ mới, tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ 2.0 chứ không như trước đây. Nghĩa là chúng ta không còn động cơ 2.2 nữa. Phần gương rất là lớn. Phần gương này các bạn đã thấy rồi nha. Phần gương này sẽ có ở trên Everest với một cái phần đèn của rẽ, báo rẽ và một cái phần camera 360. Ở gương này đặc biệt là dòng Ranger, và theo anh thấy là đầu tiên luôn ở một chiếc bán tải ở Việt Nam, đó là trên gương lại có cảnh báo điểm mù. Ranger quay chắc có cảnh báo điểm mù trên gương và chỉ có quay chắc có. Rất là xịn. Đẹp ha. Bệ bước đã được thiết kế lại với một bậc bước mới gọn hơn, đẹp hơn và chống trơn trượt tốt hơn so với bậc bước cũ. Thân xe rất là đẹp với cái màu vàng này. Bagamuy, phần thanh giá nóc đã được thiết kế lại để cho các bạn có thể neo đồ ở trên mui, và khi mà các bạn cần chở hàng á, thì một cái thông tin nhỏ nhỏ cho các bạn đó là ở chiếc Ranger quay chắc này khi nó đứng yên thì cái mui này có thể chịu tải tới 300 kg. Có nghĩa là khi các bạn đi sử dụng mà cắm trại camping á, thì 300 kg ha, hai người dư sức ở trên này nha. Đôi khi chúng ta ban phần phía thùng xe thì đây. À quên nói với các bạn là toàn bộ hệ thống khung gầm và body của Ranger thế hệ mới đã được thiết kế lại hoàn toàn. Hệ thống treo đã được thiết kế lại. Cả bốn bánh của chúng ta đều sử dụng là phân đĩa nha. Bốn bánh là phân đĩa. Hệ thống treo mới, khung gầm đã được thiết kế lại rất là xịn sò. Thanh thể thao Ranger quay chắc mới đã được thiết kế lại để các bạn dễ dàng có thể móc các phần móc đồ qua, neo lại, được thiết kế tinh gọn hơn để chúng ta một cái nhìn là đã thấy đẹp hẳn. Và chúng ta có thể cột đồ dễ dàng, không phải giống như thế ở đời trước chúng ta rất là khó cột đồ. Ở đây là phần phía sau của Ranger quay chắc. Một cái phần dập chìm của logo Ranger. Định vị Ranger thì đã dập chìm. Rất là đẹp ha. Tuy nhiên phần dập chìm này các bạn sẽ thấy một cái vấn đề, đó là khi chúng ta bị sự cố, cái phần này anh không biết làm sao mà để sửa chữa luôn nha. Tại vì đây là phần tôn và gần như là phải thay chứ không có thể nào chỉnh lại đối với cái phần mà dập chìm logo Ranger này. Nhấn là 4x4. Một cái logo Ford to bản với hệ thống là kem zin của camera 360. Định vị quay chắc. Và đây, một cái phần cửa cốp mới cùng với cái đèn. Đây là phần đèn ban đêm, các bạn thắng nó sẽ hiển thị đèn lên và các bạn mở cửa cốp nó cũng thể mở đèn lên để cho cảnh báo. Nghĩa là chúng ta ngắt cái đèn trên thùng nhưng mà lại đưa cái đèn xuống ở dưới cốp. Đẹp hơn. Bậc bước mới, bậc bước trên phía sau của dòng Ranger đã được thiết kế lại gọn hơn nhưng mà lại đặt thấp xuống để giúp các bạn bước lên nó thoải mái hơn, tiện dụng hơn. Và lên một xíu, đó là cụm đèn. Cụm đèn của Ranger thế hệ mới thì các bạn nhìn ngay là chúng ta đang có một cụm đèn của F150 nha. Và cụm đèn này các bạn thấy radar phía sau. Radar này là giúp chiếc xe của chúng ta sẽ tự động phanh khi chúng ta lùi ra.
Khi chúng ta lùi ra khỏi chuồng mà có xe cắt ngang thì radar này hoạt động và tự động phanh luôn nha. Đây là hệ thống cảm biến mới và nằm trực tiếp trên bộ đèn mới luôn. Đèn này như các bạn đã biết đó là đèn của F150 thu nhỏ. Một cái điểm cộng nữa về phần thiết kế của Ranger thế hệ mới đó là bậc bước. Toàn bộ các phiên bản của chúng ta đều có bậc bước. Thì như trước đây chúng ta phải sử dụng các bậc bước độ chế của Hummer hoặc là bậc bước âm. Chủ yếu trên các dòng khách hàng đã làm là dòng Ranger Raptor. Thì ở đây là chúng ta đã có một bậc bước zin. Thì ân là 80kg đã thử lên đứng nhún nhảy mọi thứ. Và rất là bình thường nhé. Không vấn đề gì. Để các bạn bước vô. Vậy đây là phần nắp thùng là điểm ăn tiền rất là lớn ở trên thiết kế của Ranger Wayback thế hệ mới. Toàn bộ lót sàn thùng nó được thiết kế lại. Và cái phần các bạn nhìn thấy là cái phần khe này nó sẽ bự to bản ra để giúp các bạn. Đó là Ford đã ghi nhận thông tin là khi các bạn hay quỳ lên cái thùng này thì chúng ta khi mà các phần tiếp xúc này nó nhỏ thì chúng ta lại bị đau chân. Thì họ đã đưa tăng cái diện tích tiếp xúc ra để giúp các bạn giảm thiểu cái việc đau chân. Tuy nhiên lực thì vẫn giữ nguyên để chúng ta có thể chịu tải lớn. Theo thông tin anh có nhưng mà chưa biết là thực tế như thế nào thì toàn bộ các cửa cốp của Ranger thế hệ mới đều có ti trợ lực. Mặc dù vật liệu đó là vật liệu mới rồi nhưng mà toàn bộ Ranger đều có ti trợ lực. Thì anh vẫn đợi xem là các phiên bản thấp hơn có được cái ti này hay không. Dây kép neo lại màu đỏ rất là xịn ha. Nhìn rất là chúng ta sẽ không bị nhầm về ban đêm khi nếu ở bản cũ nó màu đen chúng ta rất dễ bị nhầm ở cái dây kép trợ lực này. Một cái điểm đó là chúng ta sẽ có các móc hình chữ C. Ở đây các bạn sẽ hơi khó thấy. Đây là các điểm để chúng ta móc. Thì cái móc này chúng ta sẽ nẹp các thanh gọi là thanh kẹp chữ C để kẹp đồ lên đây. Ở bên nước ngoài thì toàn bộ các phần mà của cửa cốp này sẽ có đánh kích thước để các bạn có thể cắt hàng trực tiếp ở trên này. Tuy nhiên ở Việt Nam thì các phần cửa cốp này lại không được đánh dấu kích thước nên các bạn có thể độ chế thêm kích thước ở trên này để kẹp các thanh chữ C lên. Một điểm đặc biệt nữa là ở hai bên thùng xe thì ở các phiên bản thấp hơn Wayback thì lại không có thanh thể thao. Thì ở các điểm đó thì lại có các phần mà các điểm nhấn như thế này là ở phía trên của thanh thể thao. Cái phần mà thanh thể thao, phần thùng của các phiên bản thấp hơn sẽ có các điểm như thế này để các bạn có thể đẩy xuống và gắn thanh thể thao lên. Các phiên bản thấp hơn các bạn có thể gắn thanh thể thao lên trực tiếp mà không cần phải khoan bắt, là do Ford đã để sẵn các vị trí tiếp xúc cho các bạn rồi, như thế này ở trên cái phần thùng. Rồi thiết kế của thùng mới. Nói về thiết kế của thùng mới thì toàn bộ các bạn thấy là xe nâng á. Ở phiên bản cũ á, thì xe nâng của chúng ta không đặt pallet vô được nha. Tuy nhiên ở phiên bản mới thì các bạn có thể lấy xe nâng và đưa pallet trực tiếp vô đây được luôn. Tại vì phần thùng này á, là bề rộng của nó là 1m2 mấy á. Nghĩa là pallet của chúng ta tiêu chuẩn là 1m2. Thì phần thùng này đặt lọt pallet và các bạn đưa xe nâng lên đẩy thẳng pallet vô luôn. Rất là tiện dụng, không như đời trước. Anh đã thử đo rồi. Đời trước thì chúng ta không đặt pallet vô được. Và thêm một cái điểm cộng rất là lớn ở trên cái thùng này đó là họ có nhiều cái khoang để chúng ta chia. Đây là cái chúng ta đặt các cây gỗ vô để chia phân vùng cái khoang ra. Rất là nhiều các phần móc để chúng ta móc neo đồ lại. Và đặc biệt là chúng ta đang được hai cổng nguồn. Thì cổng nguồn này của chúng ta thì có một cổng là sử dụng điếu 12V và một cổng sẽ sử dụng nguồn 230-400W. 230-400W là đủ cho các bạn sử dụng một số cái vật dụng như máy pha cà phê mini này. Một số vật dụng nấu nướng gia đình ở trên này. Hoặc là đặc biệt là những cái ở bên nước ngoài chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta có sử dụng máy cắt, máy khoan mini để chúng ta có thể làm các công việc khi mà đi về các farm nhỏ. Thì ở chiếc Ranger Wayback thế hệ mới, đặc biệt là dòng Ranger thì chiếc xe đó tiến gần hơn với gia đình của các bạn. Không giống như trước đây là chiếc bán tải chỉ để phục vụ là đi công việc. Hiện tại Ford xác định phân khúc luôn, đó là để chiếc bán tải tiếp cận gần hơn với gia đình của các bạn. Thay vì xưa giờ chúng ta chỉ mua chiếc 4 chỗ, chiếc 5 chỗ, chúng ta hãy mua chiếc bán tải để chúng ta sử dụng được nhiều mục đích hơn. What a choice you just... Sau đây là tiếp tới là tới khoang xe. Thì khoang xe như các bạn đã biết là khoang xe của Ford Ranger thế hệ mới thì cũng tương tự như của dòng Everest. Toàn bộ phần Ranger thế hệ mới
là được sử dụng hai màn hình thông số rất là lớn, từ phiên bản thấp tới phiên bản cao, có nghĩa là phiên bản XL số sàn hai cầu các bạn cũng được sử dụng hai màn hình lớn như thế này. Ở màn hình giải trí đặt dọc và màn hình thông số đặt ngang. Rất là lớn ha, rất là tiện dụng. Hơi tiếc là ở Ranger thế hệ mới các bạn lại không sử dụng được cần số như cái video cho các bạn xem này, cần số mà của bản cao nhất của Everest là cần số điện á, thì Ranger vẫn sử dụng cần số như đời trước. Tuy nhiên toàn bộ phần núm xoay và phần công nghệ của sạc không dây, Android không dây, Apple không dây thì đã được cải thiện trên dòng Ranger mới. Rất là tiện. Ghế vẫn là chỉnh điện, tuy nhiên là có một cái đặc điểm đó là phần ghế phụ thì lại không có chỉnh điện. Thì anh chưa biết xe thực tế, tại vì xe thực tế thì sẽ có. Ok, toàn bộ phần lẫy tay ha, rất là đẹp. Đây là phần lẫy tay để khi các bạn đóng mở cửa. Đóng mở cửa thì các bạn sẽ không bị hư các phần tay nắm cửa như hồi xưa. Đây là điểm nhấn sơn đen bóng rất là đẹp. Ước gì nó được sơn nhém ha, hoặc một màu sắc khác. Anh nghĩ các khách hàng của anh sẽ thay đổi cái màu sơn này để cho nó đẹp hơn theo cái sở thích của mình. Vô lăng thế hệ mới thì toàn bộ khách hàng của anh đều nói là tại sao vô lăng thế hệ mới nó nhỏ hơn, không nhỏ hơn nha. Tại vì được thiết kế lại, tinh gọn lại để cho các bạn có thể quan sát được hết cái màn hình thông số lớn này. Và phần vô lăng mới là do kích thước xe và bề rộng chiều rộng cơ sở tăng lên, nó thành ra là chúng ta sẽ nhìn cái không gian của cái nó lớn ra, thành ra vô lăng thì nhìn cảm giác nó nhỏ lại. Tuy nhiên tổng thể kích thước vô lăng thì vẫn giữ nguyên, rất là đẹp. Toàn bộ phần không gian bên trên rất là đẹp ha, các phần cảm biến. Đối với chiếc xe này thì anh có một cái từ tháng 9, tháng 10 đó chúng ta sẽ được sử dụng, đó là Forbes. Thì Forbes là các bạn đã nghe nhiều ở trên mạng rồi. Thì Forbes được kích hoạt tại thị trường Việt Nam nằm khoảng tháng 9, tháng 10. Là toàn bộ các phần số, cái xe Ranger thì chúng ta, đối với các xe mà có khởi động bằng nút bấm á, thì chúng ta có thể đề nổ từ xa được. Thí dụ các bạn để xe trong thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể ngồi ngoài Hà Nội mở điện thoại lên và nhấn đề máy xe ha. Và không cần chiếc xe của chúng ta kết nối mạng nha. Tại vì sẵn trên xe Ranger và Everest thời mới chúng ta đang có sẵn một cái eSIM và kết nối toàn cầu. Các bạn có thể xem được chiếc xe của ta đang, chúng ta đang ở đâu. Các bạn có thể đề nổ và tắt chiếc xe. Các bạn có thể theo dõi toàn bộ các thông số trên xe, có nghĩa là xe của các bạn thí dụ như hết nhiên liệu nè, hết nước nè, hoặc là hết mà dầu thì nó sẽ báo lên điện thoại để cho các bạn biết ha. Đó là Forbes và nó là một cái app và rất là tiện dụng, dễ hơn các bạn cài cái Facebook luôn. Đó là cái app mới của Ford. Thỏa mãn mọi phong cách sống, khởi động và làm mát khoang xe từ xa với Forbes. Màn hình cảm ứng 12 inch, Ranger Wildtrak thế hệ mới, bản lĩnh vượt giới hạn. Đó là cái phần công nghệ chia sẻ cho các bạn biết thêm. Về phần ghế thì anh có một cái điểm rất là thú vị ở dòng Ford Ranger thế hệ mới này á, là khi các bạn ngửa hết cái phần lưng ghế ra á, đây nè, thì giống như thiết kế của F150 luôn. Đó là ghế của các bạn sẽ chạm luôn ở cái ghế sau nha, để giúp cho các bạn đó, các bạn này, khi các bạn nghỉ ngơi đó, các bạn thấy nó mở lớn không? Anh mở hết ra cho các bạn xem. Ok ha. Thì khi phần ghế của chúng ta đã được mở hết ra thì tạo một cái điểm ngả lưng từ đầu tới cuối xe luôn. Không như trước đây là các bạn chỉ mở được nghiêng, hơi nghiêng thôi, chứ không là lấy được hết nằm ngang như thế này. Rất là tiện dụng đối với chiếc xe bán tải do chúng ta thường phải di chuyển và cần nghỉ ngơi. Ok, rất là tiện dụng ha. Về trải nghiệm lái thì toàn bộ Ford Ranger thế hệ mới cũng giống như Everest là có trải nghiệm lái rất là tốt, cho cảm giác lái thuận tiện khi các bạn di chuyển ha. Anh lên anh ngồi ở cái khoang sau. Thì do là phần động cơ hộp số, động cơ của Ranger thế hệ mới chúng ta đã được cải thiện, cũng là sử dụng động cơ biturbo 2.0, tuy nhiên là đã được cải thiện hộp số, động cơ này, hộp số 10 cấp đã được cải thiện nên tạo cảm giác lái tốt hơn. Thêm nữa là toàn bộ vật liệu cách âm, nghĩa là toàn bộ các kính đã được nâng cách âm. Và phần cái ưu điểm đầu tiên mà ai cũng nói khi mà chúng ta lái thử Everest, các bạn nên lái thử, thì cái khoang máy, cách âm của khoang máy và cái người lái và phần bên trong được cải thiện rất là nhiều so với đời trước nha, là phần cách âm. Khoang thứ hai ngồi thì nói thẳng ra là cũng không khác mấy so với cái dòng bán tải thế hệ trước, tại vì ở khoang hai mà thì nó luôn là thẳng ghế. Thì các bạn chắc là sắp tới chúng ta sẽ làm các bộ mà trượt ghế lên. Tuy nhiên ở Ranger thế hệ mới thì đối với dòng quay chắc mới có nha, là chúng ta có một cái cửa gió cho cái hàng ghế hai. Các phiên bản thấp hơn không có, chỉ có quay chắc mới có cửa gió độc lập cho hàng ghế thứ hai, đáp ứng nhu cầu của các bạn ha. Có một cổng sạc Type-C, cổng sạc USB và cổng sạc 230V 400W ở hàng ghế thứ hai cho các bạn luôn.
chúng ta sẽ làm được nhiều thứ đối với cái hàng ghế này. Rồi, cho các bạn xem phần gập ghế ha. Thì toàn bộ các ghế của chúng ta đều có Isofix, và anh muốn cho các bạn xem đó là phần gập ghế. Thì đối với dòng Ranger thế hệ mới thì chúng ta sẽ gập được như thế này. Hạ cái này xuống. Chúng ta sẽ gập được như thế này. Có nghĩa là chúng ta tạo được cái mặt bằng ngang luôn khi chúng ta cần chở hàng. Khi chúng ta cần một chở một cái hàng mà gọi là khối lượng không quá lớn để tránh ảnh hưởng tới cái ghế, thì chúng ta có thể gập ngang cái ghế này. Ở trước đây thì chúng ta chỉ gập xéo thôi, không gập ngang được như thế này ha. Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn có thể neo ngược lên ha. Đối với Ranger thế hệ mới là các bạn có thể gập được cái đó, cái phần ghế đó, thì có thể gập và neo ngược lên trên luôn ha. Chúng ta sẽ cột lại. Thì chúng ta cũng tạo được một cái không gian rất là lớn. Và đặc biệt khi các bạn đi hai người thì cái hàng ghế này nè, hàng ghế đầu tiên các bạn có thể đẩy hết về sau, đặc biệt là cái ghế phụ. Hoặc là các bạn có thể ngả lưng nằm sát gần tới đây luôn. Đó là phần thiết kế mới đối với hàng ghế thứ hai của Ford Ranger thế hệ mới ha. Rất là thích. Bộ cơ đội tay quay sẽ đưa xuống dưới này, không đặt phía sau lưng nữa. Đây là chiếc Ford Ranger Wildtrak thế hệ mới. Và toàn bộ các chiếc Ford Ranger phiên bản thấp hơn của Wildtrak thì đều có chung thiết kế về chiều dài, chiều ngang. Cụm đèn phía trước thì không được cái phần đèn mà xịn sò thôi, nhưng mà vẫn là một cái mặt ca lăng to bản, vẫn là một chiếc xe hầm hố, vẫn là một cái khoảng sáng gầm. Cao nhất phân khúc, hiện đại nhất phân khúc, thông minh nhất phân khúc. Đó là chiếc Ford Ranger thế hệ hoàn toàn mới. Cần thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì hãy alo mình. Mình là Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé. We spoke to people like you all around the world, and we listened to what you wanted from a pickup. And here it is, the next generation Ford Ranger. The smartest, most versatile, and capable Ranger we've ever built. And here are 10 things you need to know about it. Its tough new look is more than skin deep. A bold new built Ford tough design with signature C-clamp headlights and feature-loaded cargo box sit on a wider, stronger chassis that's built to get the job done. There's more space inside, so you can do more and go further in more comfort. While a new digital instrument panel, cool new features, and up-to-date technology help make every journey better. The new e-shifter not only looks good, but it frees up space that can now be used for important everyday items. Clever storage solutions help keep your interior organized, while our new infotainment system and Sync 4 and 360 camera make life in and out of the city a breeze. And Ranger's new embedded modem will help you stay connected with your vehicle. We've made Ranger's cargo space more functional too. We've made accessing it easier with a new rear box step and an easy lift tailgate. We've made it easier to secure loads with new tie-down solutions for cargo and easier to modify by toughening up cargo box top rails. It's also a makerspace with recessed mouldings that allow you to customize the storage area for your needs. The tailgate has been designed to help you work on DIY projects with clamp pockets, cup holders, and other spaces that help you work remotely. We've provided power to the box so that you can use battery power tools at work or a portable fridge on the campsite. We've also packed next-gen Ranger with new driver assist technologies, including an array of on and off-road drive modes, so that you know that Ranger has your back when the going gets tough. Next-gen Ranger's engine lineup offer a whole new level of capability. Powerful, torque-loaded engines and a proven four-wheel drive powertrain to deliver the capability you need. So there you have it, the next generation Ford Ranger. It's been designed and built for people just like you, with all of the features you told us you wanted in a pickup. But this is only the beginning. Over the next few months, we have got so much more to tell you. So follow our socials to learn more about the next-gen Ranger's versatility, tech, capability, and safety features.